seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. Mót tin nhắn là lên kênh nha. Lên trọng tin shop mà mót tin nhắn đi gìn luôn. Làm thay cặp phục mới cho chiếc xe Hilker của bồ cho anh trai. Lên trợ lực GS nha. Con này là lên trợ lực GS ha. Xe cũng chịu chơi lắm, lên Smart Key rồi. Gắn trợ lực vô cho đầm xe. Con này là có cái ô long hơi bị đẹp đó nha. Nhìn theo cục ô long là thấy đẹp liền. Lên cổ Titan đồng bộ 206. Bây giờ mình đi gắn cái đầu đèn cho mót xi nhan nha. Gần xe vỉa hè là anh em ngồi vỉa hè không? Con xem là từ Lâm Đồng lên em ha. Anh em này siêng lắm, sáng sớm là bào từ dưới Lâm Đồng lên đây để làm xe. Con này thì giờ mót xi nhan thay chóa về, làm lại hết cho em đó. Trọng tin shop anh em ha. Thêm 155 số viết nghĩa tính Bình Thạnh. Anh em mà có nhu cầu ủng hộ thì ghé ủng hộ mình ha. Nhấn subscribe kênh ủng hộ mình luôn ha. Mình phát triển video cho nha. Bên này thì có bãi cỏ hơi bị đẹp đó nha. Bãi cỏ này là mình hay chụp hình ở đây này. Cái rêu này nhận thấy không? Cái rêu này hơi bị keng luôn á. Con này giờ bỏ xi nhan ra một cái một là nó gọn như bưng luôn. Bên mình móc xi nhan thì làm bao đẹp cho anh em luôn ha. Lên keng nha. Nhất Eurolux. Nhất này là đúng nhất Đức anh em ha. Nhất chính hãng của Đức luôn á. Bởi nhất này đi rất là ngon này. Máy êm lắm. Nhất này thì bên trọng tín shop có phân phối luôn nha nha. Nhất đây, nhất mới thay ra này. Xe này xe mới mà đi đến thu luôn đây. Xe này thì em trai vừa lên phun bộ chóa về anh em ha. Đó. Bên này thì con này chuẩn bị lên cặp mâm Racing Boy 5 cây nha. Mâm Racing Boy 5 cây có luôn nha nha. Anh em mà có nhu cầu đổ xe thì vui lòng ghé ủng hộ trọng tín shop ha. Xe thì đầy đủ xe nào cũng có. Từ xăng cơ FI đều làm hết. Ngoài kia đang lắp ló thêm một anh trai đang ở ngoài nữa. Cái này là mới thay cặp phục mới nha. Đi lâu ngày quá thì chủ xe chỉ chơi thay luôn cặp phục mới luôn. Rồi lên kê. Em chỉ đi vòng vòng thôi. Em làm gì? Dạ. Em làm gì? Lên cái bộ cái lèo. Ok, anh để xe ra thì anh nhé. Lên bộ đất lèo, ok, để sạch vô. Xe này thì lên bộ đất lèo anh nhé. Còn xe này thì gắn trợ lực sửa thoát xong này. Gắn trợ lực. Em để cho sắt tường anh luôn. Để sắt trong. Để cho anh đi ha. Rồi tiếp tục gắn xe thôi nha. Trợ lực gắn trong nha nha. Gắn chuẩn là hòa. Hàng trợ lực này thì có sẵn anh em ha. Anh em muốn làm gì qua là báo là làm thôi. Làm gì nè? Làm gì em? Dây côn còn luôn nè. Có dây côn Thái, dây côn Indo. Rồi, con này coi như là xong. Con này giờ thay bô nữa cũng xong luôn. Tự chọn xe anh em ha. Ad này, ad ra tự do rồi. Con này giờ cũng lên phun độ luôn. Lên mâm 5 cây Racing Boy nha. Đây, gắn như jean nữa nha anh em. Đây cặp mâm. Đó. Màu vàng ươm luôn, nhìn len keng. Thì giờ chỉ tháo dĩa jean rồi toàn bộ đồ jean gắn lại thôi. Gắn lại như jean luôn. Gắn xong mình sẽ quay cho anh em coi ha. Con này giờ thì thay dĩa. Xe chạy lâu ngày quá cái dĩa nó banh luôn rồi. Rồi, bên này là lên xong xong mâm anh em ha. Mâm dĩa xong xuôi. Sao còn có số vậy? Nhẹ nhàng anh em không, lên là xong nhẹ nhàng. Mâm trước cũng đen keng xe bé đen nguyên con. Rồi con bên này chưa chọn kia, còn con này đứng ra sao cho mình. Ui má ơi, gì ghê à, ai chạy gớm vậy ông nội. Trong cái hẻm chạy nhẹ nhẹ chúng tôi nhờ một cái sợ mình luôn á. Con này là lên bô đất leo cổ Titan nha. Bô đất leo cổ Titan. Cái này lên bếp phun nha. Xe lên bếp phun chưa? Lên bếp phun, anh em nhớ mà lên cái này phải lên bếp phun ngay.
không lên bếp full là nó bị hụt ga đầu khó chịu lắm. Đó, giờ mình tiến hành lên bô cho con này ha. Lâu lâu gặp mấy ông thần vô hẻm nẹt bô mình hết hồn luôn á. Hàng xóm trong này cũng khá là thân thiện đấy nha. Nên anh em vô tiệm mình nhá, đừng nẹt bô nhá. Đây, mặt anh này là liệu hồn ta. Ghim rồi đó. Ghim rồi đó. Đó, giờ mình nhấn bô cái nẹt lèo rồi anh em ha. Đây, cổ titan. Cổ titan long rất lèo nha. Đây, cổ titan long rất lèo. Chạy một thời gian thì khúc này sẽ lên màu nha. Anh em muốn lên màu thì mình cho anh em coi lên màu luôn nè ha. Thì khoảng 1 phút là lên màu thôi. Bịt cái bô giùm anh nhé. Bịt lỗ bô lại, phải ổn à, trong hẻm này là phải bịt bô lại nha. Mình cho anh em coi lên màu ha. Anh em đã chạy khoảng nửa tiếng là lên màu rồi ha, nhanh không? Xanh lè thấy chưa? Đó. Còn ông nào mà về xiên á, đi ra cái chỗ mà đường vắng vắng á, để tua 10.000 mà nẹt khoảng 10 phút thôi là nó đỏ từ trên xuống dưới luôn á. Ban đêm là nhìn cái cổ bô nó đỏ đỏ khe cái màu lên luôn. Đó, anh em ha. Rồi, vậy là xong. Ngày chủ nhật của Trọng Tin Shop anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ Trọng Tin Shop ha. Rồi, xin cảm ơn anh em.